À, thằng có phương tiện gì nào? Làm con này cho sang anh em ạ, làm cho này cho sang. Giờ xem đi đâu đã. Ui, có rất là nhiều nhiệm vụ của cảnh sát này. Hôm nay làm nhiệm vụ chính anh em nhá, làm nhiệm vụ chính đi. Đây là nhiệm vụ tiếp thôi anh em. Nè anh ơi, ơ tại sao xe máy đi lên trên này? Ê, ông lại còn đi con xe còn cùi cùi nữa chứ. Thật xe máy kia nãy giờ va mình hơi nhiều nhá. Ờ. Đi ô tô mày điên à? À, đang cố đi không bị đâm thế mà. Ok. Sợ. Dựng xe. Ồ, anh không đóng cửa xe này à? Chỉ là một người đến sau. Wait, I have something for you. Tôi có thứ này cho anh. Six of them in the past few months. Thành viên của hội tâm hồn bị giết. Tổng cộng 6 người trong bài tháng. Bây giờ bệnh chưa biết gì. You think HKPD puts a lot of effort into solving dead gangsters? So what, they're not people now? This is why I'm coming to you. We just found 3 new bodies under the Aberdeen Bridge. Get down there and take a look around. And Wei. Uniform officers on the scene say at least one of them is from your crew. What? Trong băng của anh, hả? Keep your head on straight, officer. And your eyes open. Keep your eyes open. Are you sure? I've never heard of Loki. I've never even heard the name. Who ever heard of a triad named after a Norse god? Someone in your department is dipping into confiscation. Bắt đổi xuống của gì anh em nhỉ? À đây. Chúng ta phải đi đến tận bên này á.
kìa. Ô taxi anh, taxi, taxi. Taxi, 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 taxi. Đây đây taxi, ok. Mẹ anh taxi nhá. Có nút nào để gọi taxi không ta? Ủa cái gì này? Ủa sao tự nhiên nó bảo mình đi ra đây? What happened? Roland, got any work for me? Yeah, sure. Samson Gao, your typical deadbeat. Moron is hiding out on an overpass in North Point. Thinks nhầm rồi, tự nhiên gọi điện cho làm gì? Gọi anh Jackie cơ mà. Jackie, how's it going? Wait, man, good thing you called, man. I got something, man. This could be big for us. You still got that plan you were talking about? Yeah. You in? We could go tonight. Drop by my place and I'll tell you all about it. Oh, bring a car, okay? Mine's in the shop. Ở đây. Thế từ từ đã có em này gặp nạn mà. Đủ. Đùa đâu mất thời gian vãi. Là không có fast travel nhỉ. Tại sao tự nhiên mình lại đi làm nhiệm vụ này ta? Thật cái đáng khi biết là... Và... đi ngược đường thì phiêu phiêu anh em ạ, phê vãi. Ôi nó học quá anh em ạ, thế là vẫn ngồi đây stream cho anh em đây. Head to Kennedy Town. I'll explain on the way. So what's the plan? Going down to the shipyard. 18K are bringing in a big shipment of jewelry. Goods from a big heist they pulled in the States. I guess they'll figure it'll be easier to sell here. I hear it's good stuff. Diamonds, rubies. Could be a good payday. Yeah, it could be. Listen, you sure you want to do this? Maybe you should take a few days off. You don't look so good. I haven't been sleeping too well. This is that thing. Yeah. Ôi thằng này hôm qua giết người anh em ạ, thằng Zick, thằng Zicky bạn mình qua giết người. Đâm ra giờ không ngon. Just... Man, I don't know. Sometimes I wake up and I have this bad feeling. I've never had that before. That's why I want this job. Low key, good payday. And I'm starting to think that. How's Jume? She's good. She's good. I haven't talked to her. She was your dream girl. Yeah, I know. But maybe when we're done. Ah! Oh shit! That's great, Jack. You know, she'll love it.
wait till it gets dark. Here, put this on. Oh, cải trang em ơi, cải trang để đi cướp đồ em ạ. Hey, wait. Bạn bao giờ nghĩ đến chuyện sau này mình sẽ làm gì chưa? All this, I mean, not exactly cut out for anything else. Guess not. You always have options, yeah. You think so? The jewels are in the van over there by the container. What if it's locked? No problem. There are heavy duty tools in the shed just over there. You get the tools, I'll scout the containers. Oh. Meet me there when you have some tools in the lock. Mình có nhiệm vụ đi lấy đồ cắt khóa anh em ạ. Tôi là ai, đây là đâu, em không biết gì các anh ơi, các anh mở cửa cho em được không? Sao để vào trong kia nhở? Who the hell are you? Okay. Excuse me. Ây à, nói chuyện luôn với nhau ạ. Ghê. Thì ra bọn này lừa dễ thế. Đang nói chuyện gái vào hỏi phát, vào hỏi gái phát. Ok luôn. Khai báo danh tính à, bảo dưỡng viên, tôi là bảo dưỡng viên, có dò gì cả ở đây. Ok anh nhé, em đi cái dễ dàng vậy. Sợi. Hey, hạ giọng xuống, tôi lèn vào kho kia và mày chạy ổn quá. Shut the hell up. Oh, sorry, you won't hear me again. Thôi xong rồi, lại cậy khóa này rồi. Ok. Wow. Cưa, quả cưa. Bạn ơi, tôi đến với bạn đây bạn ơi. Ủa anh em xem bị lag không? Rồi Nemo lag rồi, không phải do mình đâu anh em ơi. The jewels are in the van over there by the container. Okay, this thing should cut through anything. Is anyone around? Yeah man, a couple 18k guys. They're not armed though. Let's go. Ây à. Ui, giờ mấy thằng gà này. Shit, Jack, you sure they're here? Yes, trust me, okay? What the? Wait! They go get them, wait, fuck them! Đầu đi! Come on!
Đầu đi. Ôi ơi. Không có một cái nào có đồ luôn ạ. Lừa thực sự. Ở đây rồi. Không sao rồi. Fuck. Xong rồi bạn ơi. Bạn ơi đợi tôi bạn ơi. Ôi thôi bỏ mẹ rồi. Ê, bạn đi đường nào ấy nhở? Ây da. Thôi xong rồi, bỏ mẹ tôi rồi. Ôi, quả đấy sao lại đi nhầm đường thế? Nhầm được nữa rồi. Đứng lại bạn ơi. Hay quá, hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Thả bạn tao ra bạn ơi. Thả bạn tao ra. Ây à, thằng bạn mình ghê đấy. Cocksucker. Nhờ. I thought that was it for me. I wouldn't leave you, Jackie. I know. Just damn way. No matter what happens, Jackie, I won't leave you behind. I'll always come back for you. Hey. Ủa đúng là người vợ là bạn thân rồi. Be here without you, man. You know it. I'll always appreciate you. I should be doing a better job getting you back. She's got you far away. I'm, you know, thinking about a lot of things. Rethinking them, maybe. But not our friendship. The bad things that have happened. Ah! Shit. It's okay, Wei. You don't gotta say anything. Friends, man. Friends. Bạn ơi, nhưng mà bạn đã bị công an nhìn vào đấy bạn ơi, bạn cứ cẩn thận. Let's do it. Follow me. You're under arrest. Thôi xong rồi. Just me, boys. Just me. Thôi xong rồi, thằng bạn đúng là như ông cảnh sát nói, cố tình bắt thằng này rồi. Nè. Tôi cần nói chuyện với anh gặp tôi ở K3 tại khu ăn chơi. Mày chờ đấy. K3 khu ăn chơi. Có nhiệm vụ xanh ở đâu, làm gì có nhiệm vụ xanh nào? À đây rồi.
Gọi taxi. Được. Anh taxi ơi, anh taxi à. Cần lắm một anh taxi, cần lắm một anh taxi. Chứ em lười chạy lắm rồi. Mưa quá trời mưa. Đánh vọng. Đúng không em ơi? Đúng không, đúng không, đúng không các anh ơi. Giờ đang phóng cho anh chớ. Áo. Lên mãi với 900 mét vậy. Ủa? À, phải đi ra tận đây mới được ạ. Xin lỗi, em đang bốc đầu anh ơi. Lướt trên mặt đất ta nhìn con sóng. Lướt trên mặt đất ta nhìn con sóng. Cảnh sát này giờ hẹn gặp mình ở xa đây. Nghe đây. Jesus Ricky, what's happening? Bọn thập bát ca chúng ta chạm vào ngày rồi, chúng nó tính giết phó lão bá. Ôi ôi. À, Ricky là thằng em của mình. Ok, thằng em là Winston. Sao nó tính quả đấy tâm chết cười nhỉ? Quả đấy tâm sao chết? Chúng phải giết phó lão bá à?
Làm mạng đi anh ạ. Where the fuck is Uncle Paul? I don't know. Where the fuck is Uncle Paul? He's over there. Ôi thôi, dòng khai mất rồi. Who's that asshole? Hey Uncle. Gonna shoot my face off? For some reason I just don't see that happen. Ló mặt ra bạn ơi. Ôi, tiếp nào nhỉ? Hey, take up that guy. He looks like one of them. Turn up. Lấy hả, chim trời. Mẹ bọn hit on shot. Thằng béo này. Ôi ơi. Lag rồi, quả không bắn được. Kia lò bà ta. Ngày cần góc, ngày cần quá anh em ơi. Ê, khỏe thế. Tiếng chuông cảnh báo khó chịu quá. Rồi, phong lọ bá, ông còn sống không? Whoa, easy. 18K shut off the power. Uncle Poe is on life support. If we don't get backup power running right away, he won't make it. Okay, look, there's a control station down the hall. I'm on it. These guys are beginning to annoy me. Can we lock this place up? I'll take care of it. I got you covered. Hold on.
Rồi. Rồi. Tắt chuông báo thức anh em ơi, điếc tai quá. What? Không. 1 2 3 không cần đúng này. 1 này. 1 cần đúng. 2 này, 2 3 sai này. 4 5 Số 1 đúng, số này sai, cái này không này. 1 6 6 không cần đúng. 1 2 3 1 đi. À không được. 3 Ui như nào? Như nào? 6 8 như này đi xem nào. 8 cần đúng, 9 đi. 6 sai, 7 8 4 5 8 đúng, 9 sai. Mà nãy 6 cần đúng, 7 5 6 như nào? Ui ơi. 1 6 3 nhanh 8 Ôi 0 1 3 đúng 2 9 7 1 2 Ôi ôi. Lại thất bại rồi lại. Ôi à. These guys are beginning to annoy me. Can we lock this place up? I'll take care of it. I got you covered. Ok á, tại sao đứng dậy? Tại sao đứng dậy bạn? These guys are beginning to annoy me. Can we lock this place up? I'll take care of it. I got you covered. Nhảy lên. Không chần chừ được. Rồi còn thời gian nữa rồi. Lại. Em nói gì đấy em? Không. 1 2 3 Không đúng rồi, hay quá. 2 Không được trùng đúng không? 3 4 Sai rồi. 3 4 5 5 đúng rồi. 6 2 đi. 4 2 sai. 0 5 6 Còn thử lại một lần thôi. 9 7 Ôi ơi. 1 0 0 1 1 1 2 3 1 đúng rồi, không còn đúng. 2 3 4 Không sai rồi. 9 4 5 9 sai rồi. 0 1 2 À không không không. Có một số 0, có một số 0. 0 3 6 Đây rồi, này rồi, số 0 rồi. 0 2 3 2 vẫn đúng, à vẫn sai này. 9 4 Ây da. Nhanh lên, sắp hết giờ rồi. Có một cái, một số 2 2 1 3 4 Có 2, có 4. Đây là cái này 2 Cái này 4 Cái này 3 5 Số 2 vẫn sai, đây 2 rồi. 6 Nhanh nào, 4 Kia 5 Ui. Hiểu, lần này sẽ được. These guys are beginning to annoy me. Can we lock this place up? I'll take care of it.
I got you covered. Okay. These guys are beginning to annoy me. Can we lock this place up? I'll take care of it. I got you covered. Đi lỏ đầu ra đây. Nhào, lại. Là nhanh nhá, có 1 phút 55 giây, 1 phút 53 giây, 1 phút 50 giây. Không, 1 2 3. Có số 2 nhưng mà sai vị trí. 2 1 3 4. Số 2 này vẫn sai vị trí. Này đi. Số 4 sai vị trí. 3 5 6 đi. 2 đúng, 4 5 sai. Thế này số 4 rồi. À không phải. Ừ, này số 4 rồi. 5. Chắc đây là 5. 3. Đây rồi, đây số 4 rồi. 6. Ui, số 6 sai kìa. 7. Ôi, hay quá. I'm coming back. Wait, give me a hand. Đâu. Tại sao lại chết ở đây? Ê, đừng nói đi lại từ kia nhá. Mày quá. Đâu đấy. Xong rồi. Á, bọn này. I think we're clear. That was close. Nice work. No, man. We just got lucky. Where was our backup? Who was looking out for us? Fuck. No one ever looks out for you in this town. I don't know, man. Feels like the game has changed. Used to be a brotherhood. It was a code. Even amongst rival triads. Tiền. Now we're killing each other at weddings, even in a fucking hospital. And for what? Shit. Let's get out of here. Ui, đánh nhau xong công an mới đến ạ. More cops. Kiddo,
Anh ơi, để em chạy cho anh ơi. Cái đang gì đây? Bọn cảnh sát bắn rồi vậy? Bắn vào lốp luôn ạ. Đủ má. Chờ thấy ai trên lại bọn nó. Chơi chơi bắn vào lốp ạ, chịu ấy. Anh lùa dài thế, tha cho em đi các anh ơi. Đó, phát rồi. I'm glad you showed up, Wei. I appreciate you calling. So what's next? It's up to Uncle Poe. But I'm guessing war. Yeah, against who? Those guys were 18K. I'm starting to wonder. People stand to benefit if Uncle Poe never leaves the hospital. I'll drop you here. Tôi sẽ thả anh xuống đây, có khi lũng cấm đi vào căn cứ. Này Ricky, cẩn trọng. Không có nhiều kẻ tử tế trong bọn này đâu. Oh. Ok, see you. Bye. Ô, tiện đây có một cái ấy này. Đây bạn, làm sao? Who are you? I'm Big Eddie. Big Eddie Kwan. It's my job to make sure Sun Wan-Yi is taking down 18K, but everyone is so fixated on internal struggle that nothing is getting done. Will you help? What can I do for you? 18K is running fast. Tập bắn cả hộ tống một chuyến ma túy lớn qua thành phố. Nếu số thuốc được phân phối, chúng sẽ kiếm được một khoản kích sủ. Chuyện đó sẽ được thực sự là băng đảng của đó lớn mạnh. Ok. Tao cần phải loại bỏ 4 chiếc xe chở hàng trước khi chúng tới đích. Đó là đình xe máy kìa. Xong cái nhiệm vụ này hả ngôi. Cho em làm lại anh ơi. Ôi nó không cho con xe kia, nó cho con này rồi.
Impossible, khó thế. Lại. Chúng ta không thoát được con trai ạ. Phía đây nào. Không thể thua bọn này được. Chạy thôi. Thôi, được rồi. Đây, nhiệm vụ gì đây? Hôm nay chúng ta sẽ làm nhiệm vụ gì đây? Who are you? Anh là ai? Đội phóng bom anh nghe thấy tiếng gì khả nghi hay không, sĩ quan? What? No. Is there a bomb? Yeah. You know, could go off at any minute. I'm guessing the blast won't go more than a few hundred meters. Excuse me, I forgot something in my car. Thằng kia, nó nghe nói 100 mét nó sợ luôn kìa. Vãi. Thành niên chán. Ai, có vụ giết người dưới hầm cầu đây. À, xem xét tình hình. Ôi giời ơi. Cái gì thế này? Vincent? Ôi, thằng Vincent chết rồi. Ôi, thằng trong băng của mình chết rồi.
bitch. Someone did surgery on these guys. Ui vãi, có ai đấy đã gọi là khám nghiệm bọn này trước rồi. Everyone the same. This is no ordinary serial killer. Phải cả giết người hàng loạt ạ, sợ thế. Ông này có chụp ảnh riêng ngoài này thế này. Xác trong kia mà chụp ảnh riêng ngoài này. Nhảy quá. Đúng rồi. Nhảy tiếp. Đúng rồi. Rồi tại sao trả lại đồng phục cảnh sát? Lấy đi luôn chứ còn gì nữa. Mất xe à? Không mất. Tang, đã vị đây. Anh tìm được gì? Vincent. Chúng giết Vincent rồi. I know he was your friend. What are you gonna do next? All the victims were Sun Anyi. All had an organ removed, cut right out. Ui, tất cả đều bị lấy nội tạng cắt ra khỏi người. What's your next step? Đây không chỉ là vụ giết người. Với các rất chuyên nghiệp, phải là bác sĩ phẫu thuật. Tôi sẽ tìm những ghi chép về bệnh viện. Nếu không cải lấy cắp nội tạng thì chúng phải cái gì đấy. À, kiểu what? Mình vào nhiệm vụ gì luôn rồi? What? Tự nhiên nhảy đúng vào cái chỗ làm nhiệm vụ ạ. What's the situation? Chúng ta gặp tình huống gì? Early reports of heavily armed suspects are confirmed. These guys are packing. Wounded civilians have been evacuated from the scene. You're clear to go in at full force. Rồi anh đưa khẩu súng đây em bắn luôn nào. You are authorized to shoot to kill. I'm on it. Mất thời gian quá, nói đi nói lại nói dài nó dòng. À đường này nhé. Đường kia không có đường anh em ạ. Quên. Ui, anh em chạy theo đông thế. Mấy anh kia không giết được một thằng ở đây. Ok, đồng đội trong này tốt. Làm việc ok.
Hey, Conroy. Got a moment? How are you? I'm good, I'm good. We gotta do this. Alright. Làm gì bạn này? We gotta do. Get a load of this. Một thằng trong bang cầu nhãn đang định bán thứ xe kè khốn kiếp. Oh. Showed up. Save us the trouble of killing him, if you know what I mean. Canh thèm các anh ơi. Cảnh sát ở đây bắn tài vậy. Dừng xe lại mà đưa tay lên trời. À, đưa tay lên đầu. No, 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 no. Đột nhạc lên cho xôm anh em ạ. Ha. Say, xong. Nhận được 2.000 keyboard. Chúng ta đến manh mối thứ hai của vụ giết người hàng loạt. Được rồi. Ô, anh em gọi ra cho cảnh sát được né hết anh em ạ. Nè 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 anh ơi. Ui đi sướng đấy. Oh.
cảnh sát thi hành công vụ đây, né né né. Công an đi đến mà phanh thì chết bỏ mẹ thôi rồi. Quá ngầu. Nào, đi thôi. À, đi lại đi giả là bác sĩ nào. Lạ nhỉ, là bác sĩ rồi. Từ lôi bật lửa ra làm tí gọi là miếu đã. Đấy, máu tối đa tăng thêm một xíu rồi. Đấy, giả là bác sĩ nhá. Sau kiểu mặc quần áo blue, sau thì đeo khẩu trang, gặp giờ mà còn gặp người sau còn hỏi gọi là đã còn hỏi là anh là ai thì chịu ấy. You in the habit of challenging doctors, nurse? I'm saving lives. What are you doing here? So sorry, doctor. My apologies. My policy. Thật sự của tôi à? Đâu rồi? Máy tính đâu? Ở đây. Ui, lại xâm nhập hệ thống à? Đùa. Trốn đi. Ba đúng nhưng không sai vị trí này. Không. 2. 4. Không đúng rồi. 2. 3 đúng rồi. 1, 2 không có đúng không? 4 không có. 5. 6. 5 sai vị trí. Thì cái này là 5 rồi. 7. 8 sai 9. Ui, 9 làm sao mà sai được. Looks like Dr. Sang is doing a lot of kidney transplants. Where are you getting your donor, Sang? Cần chip trong văn phòng bác sĩ trước khi hắn quay lại. You catch those gunshot victims the other day? Couple of them. I can't believe someone shot up a wedding. Yeah, barbarians. These triad guys. Chi, or younger, complete animals. I know, it's scary even working on them. You know about to rush in and finish them off. Could happen. Thanks. That make me feel a lot better. I'm not saying it will. You know, I have enough trouble sleeping as it is. Đứng gì đấy? Rồi, xong. Bẻ khóa kết sắt.
Ui, bẻo khóa cái sắt như nào? Motherfucker, killing Sun Anyi guys just to get organs for an 18k ring. Để lấy nội tạng cho bọn thực. À, có một thằng ở bên mình lấy nội tạng của người mình để cho nội tạng của người mình để cho bọn khác. Ui ôi, sống chó thế bạn ơi, huynh đệ với nhau sống chó thế. Được lắm. Tang, it's Wei. What have you found? I've got the doctor. He's doing a lot of transplants off the boat. And he's got ties to an 18K rep. I planted a bug in his office. Tôi phải chích trong văn phòng gã này, cô có thể nghe lén nó. Ok. Trả lại đồ bác sĩ đã. Lên bao nhiêu? Ui, lên được một nửa, ghê thật. Tiền ít quá. Gì vậy trời? Giờ cả cái hộp này cũng phải ấy nữa hả? Cái giày thể thao mà cũng phải tự chịu ý. Ồ, xe này ngon thế. Giày đâu nào? Mảnh mối thứ ba. Gọi cho đạo. Không, giờ nó bảo mình đi ngủ. Ok. Đường nào để vào nhà đấy. Tang, it's Wei. Stay on that wiretap. I expect Sang to be doing an emergency kidney transplant at any minute. Nào. He already got the call. Okay. But Wei, they picked up the donor too. It's Calvin. Calvin. Your friend, Calvin. Shit. I have to warn him. They're saying he's in Central. They're already after him. But Wei, you can't let him see you. The only way you'd know he's in trouble is if you're a cop. Ờ. Cái... Đẹp. Mới bảo người ta đi ngủ xong, nhiệm vụ đi ngủ. Xong giờ lại đi gặp thằng kia. Cú lừa à. Lấy con xe đua ra thôi anh em ơi. Cho em lấy con xe đua. This one way.
เอาอ่าได้เลยถือว่าเราบัตรบัตรมิงอ่ะไอ้ยาbay cả mình ra ngoài ạ. Thả bạn tao ra. Cút. Make me kill you. Dám gọi là mang bạn tao đi. Ê à, người bạn bình tĩnh nào, bình tĩnh được không? Okay, I got it. Tóm được hắn rồi. Bắt bác sĩ Trang đi. Tragic story of modern medicine, Inspector. Một thảm kịch Tây y như thế này thì chẳng không phải bệnh nhân nào. I'm leaving this guy in the tôi sẽ để người ở hầm đỗ xe quốc lộ trung tâm. Chắc chắn cô sẽ cho người thay tả Kevin. Ok. Bác sĩ Tăng đã nhận tội. Hắn đã thực hiện hơn 20 ca phẫu thuật cho thẩm bắt ca trong vòng 2 năm trở lại đây. Gã này tạo nên cái tên kinh hoàng. When you consider that all his victims were triads, I wonder how long he'll actually serve. 18K won't be happy. But I'll personally sleep a lot better knowing he's not out there. Doesn't bring back your friend, but I think it's fair to call it justice. Vậy thằng này trong 2 năm qua nó thực hiện hơn 20 ca. Đi tù phải tận 20 năm. Nếu cho cái bác sĩ để làm gì? Ồ, anh trai có cái xe đẹp đấy. Em bận được không anh ơi? Đi, về làm nhiệm vụ đi ngủ vậy. Đúng rồi, sếp xe cho các sếp các khác chạy êm ru, mỗi tội chậm. Mệt quá. À, về đây ngủ. Ôi à, em vừa mới đây chị gái chị mở tung cửa ra. Mình có một căn hộ, anh em không biết đâu, phải có căn hộ xịn lắm. Đấy, thấy chưa? Sợ. Mà không bao giờ, không biết bây giờ có nhiều quần áo chưa nhỉ? Cần 6 danh tiếng mới mặc được cái bộ gọi là công sở kia. À, thôi anh em ạ. Ngày hôm nay thì chơi đến đây thôi. Hẹn gặp anh em vào ngày
bye trên kênh của Phiên Luyện. Bye bye. Bye bye mọi người.